Khoai mỡ này nè, các bạn cắt ra miếng nhỏ, các bạn lấy con dao, có cái bảng lớn các bạn đập dập ra, xong các bạn băm nó nha. Bơ rô lá thì các bạn cắt nhỏ, bơ rô gốc thì chúng ta băm. Cái gia vị ướp nấm rơm gồm có 3 gram muối, 2 gram tiêu, 6 gram đường, 3 gram bột ngọt và 10 gram bơ rô băm. Các bạn trộn đều cái này với lại nấm rơm và chúng ta ướp. Các bạn sẽ ướp nấm rơm này khoảng 10 phút. Chúng ta đặt một cái chảo dầu lớn lên, chúng ta thả một tàu hủ kia vô, chúng ta chiên vàng, sau đó chia ra về cho mỗi nhóm khoảng 30 gram. Các bạn đặt một cái chảo lên bếp và các bạn sẽ phi cái gốc bơ rô. Các bạn cho vào khoảng 3 muỗng dầu, chúng ta phi cái gốc bơ rô cho thơm. Xào nấm rơm xong mình cho 1 lít nước vô, mình nấu. Mình nấu 1 lít nước cho nó sôi, rồi các bạn sẽ nêm thêm gia vị vào là 3 gram muối, 3 gram đường và 3 gram bột ngọt. Kế đó các bạn cho hết cái khoai mỡ và các bạn nấu. Thời gian các bạn nấu khoai mỡ này khoảng 10 phút để cho khoai mỡ nó chín và nó nở ra. Cuối cùng các bạn mới cho cái lá bơ rô và các bạn múc ra tô, các bạn bóp cái hạt tàu hủ kia các bạn thả lên trên. Đây là mấy cái đũa cứ khuấy liên tục nha. Trong 10 phút đó mình phải khuấy chứ nếu không nó bị sát ở dưới đáy. Các bạn nấu đều tốt và đạt yêu cầu, chỉ có cái màu nó khác nhau là do khoai. Có nhóm thì chúng ta nhận được cái củ khoai nó không có tím cho nên nó ra nó bị trắng. Thành ra là cố gắng là khi trên chỗ trên bộ phận mà cung cấp hàng xuống, các bạn cố gắng dặn họ là mình nhận khoai tím, hoặc là nếu không các bạn pha xen lẫn có trắng có tím để lúc nào cái khoai nó ra cái màu tím nhạt nhạt. Nhạt cũng được nhưng mà nó phải có tím thì nó mới đẹp. Nhóm 1 tỷ lệ khoai với nước không có đúng cho nên nó bị lỏng quá. Nhóm 5 thì các bạn nấu chưa có nở khoai. Cái khoai nó còn cứng đó, cho nên là nó cũng bị lỏng. Nhóm 5 các bạn nấu chưa đủ thời gian, các bạn nhớ lưu ý cái khoai mỡ này nấu lâu lắm. Khoai mỡ bao giờ cũng vậy, nấu rất lâu, đứng khuấy ít nhất là 10 phút cho nó nở hết. Còn lửa mà nó không đủ thì nó sẽ không nở. Và cũng chúc mừng nhóm 6. Các bạn miền Bắc nấu không chưa bao giờ nấu món canh này, nhưng mà nấu rất là đúng, đạt yêu cầu.